Kết thúc tháng 2 thấp điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam, tháng 3 thường là thời điểm khởi sắc của các hãng xe với sức tiêu thụ tăng mạnh. Không nằm ngoài số đông, ở tháng 3 vừa qua theo như thành công công bố, doanh nghiệp Việt đã bán được tổng cộng 7.069 xe ô tô Hyundai, tăng tới gần 70% so với tháng 2 trước đó. Trong đó, sản phẩm bán chạy nhất của thành công mô tô trong tháng 3 tiếp tục là Hyundai Accent với sức tiêu thụ tăng gấp đôi tháng 2 trước đó, đạt 2031 xe và có cơ hội rất lớn trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, mẫu xe đen hạng B đến từ hãng xe Hàn Quốc đạt doanh số 430 chiếc, tạm thời đứng nhất phân khúc. Tiếp đến, mẫu xe bán chạy thứ hai của thành công ở tháng 3 lại bất ngờ là Hyundai Santa, phê với 1201 chiếc được giao tới tay khách Việt tăng 51% so với tháng 2 trước đó. Đáng chú ý, Hyundai Santa Fe, từ đầu năm 2022 vẫn luôn nằm trong tình trạng bia kèm lạc, do cung không đáp ứng nổi cầu. Ví dụ như ở tháng 3 vừa qua, mẫu CUV này bị bán tranh tới 100 triệu tại nhiều đại lý, nhưng vẫn rất nhiều khách hàng sẵn sàng xuống tiền. Tương tự như Santa Fe, Hyundai Tucson cũng kênh giá tới 90 triệu ở tháng 3 vừa qua, do thiếu hụt nguồn cung thế nhưng doanh số bán hàng của mẫu CSUV này vẫn đạt 588 xe tăng gấp đôi so với tháng 2 trước đó. Các mẫu xe còn lại của thành mô tô như Hyundai Grand i10, Elantra hay Kona đều ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ. Cuối cùng, tân binh Hyundai Creta ở tháng đầu mở bán chỉ có đúng 54 chiếc tới tay khách hàng. Điều này cũng dễ hiểu bởi tuy được ra mắt vào ngày 15 tháng 3, nhưng phải đến ngày 25 tháng 3 mới được vận chuyển về các đại lý. Lô xe đầu đã không có bản cao cấp lại còn có số lượng không nhiều. Hiện tại, Hyundai Creta cũng đang bị bán kèm lạc tới 30 triệu tại một số đại lý. Người dùng muốn mua xe đúng giá, ở thời điểm hiện tại sẽ phải ký giấy chờ 2 tháng hoặc lâu hơn. Doanh số bán xe Hyundai trong tháng 3. Hyundai Elantra tháng 2 bán 1001 xe, tháng 3 bán 2031 xe. Hyundai Grand i10 tháng 2 bán 987 xe, tháng 3 bán 1 1112 xe. Hyundai Elantra tháng 2 bán 251 xe, tháng 3 bán 294 xe. Hyundai Kona tháng 2 bán 265 xe. Tháng 3 bán 395 xe. Hyundai Tucson tháng 2 bán 287 xe, tháng 3 bán 588 xe. Hyundai Santa Fe tháng 2 bán 793 xe, tháng 3 bán 1201 xe. Hyundai Creta tháng 2 bán 54 xe. Xe cổ XXXX